Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 7 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, mưa xối xả liên tục đã gây ra lũ quét tại Tứ Xuyên và Cam Túc, Trung Quốc. Được biết, đã có 20 người đã thiệt mạng và 15 người mất tích tại hai nơi. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, lượng mưa lớn bắt đầu từ tối ngày 5 tháng 7 ở phía tây của huyện Tự Trị, quận Bắc Xuyên, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Từ sáng sớm ngày 5 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 6 tháng 7, lượng mưa tối đa đo được cao tới 110mm. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn ở thị trấn Thanh Bình và thị trấn Bạch Thủy ở thượng nguồn, đỉnh lũ sông Thanh Bình và Thất Tinh Câu hội tụ và chồng lên nhau ở thị trấn Bạch Thủy, khiến 22.300 người ở 13 thị trấn địa phương bị ảnh hưởng, ít nhất 10 người chết và 12 người mất tích. Cùng lúc đó, tại thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc cũng xảy ra lũ lụt do mưa lớn. Được biết, đã có 10 người thiệt mạng và 3.050 người phải sơ tán. Lượng mưa đo được gấp đôi so với lượng mưa trung bình hàng tháng. Một số chuyên gia cho rằng, dưới tác động của biến đổi khí hậu, không khí ấm hơn có thể tích trữ nhiều hơi ẩm hơn. Khi năng lượng được giải phóng dễ gây mưa lớn nên sẽ ngày càng có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiều ngày mưa xối xả đã gây ra thảm họa ở Trung Quốc kể từ ngày 2 đầu tháng đến nay. Mưa lớn đã làm ngập lụt Tứ Xuyên. Vào đầu giờ sáng nay, các quan chức đã phát hiện ra rằng lũ lụt trăm năm có một đã hình thành ở đoạn Nhã An thuộc sông Thanh Nghĩa. Dự kiến mực nước trong toàn bộ lưu vực sông Thanh Nghĩa sẽ vượt quá mực nước cảnh báo và lũ lụt sẽ theo xu hướng chảy vào các nhánh của sông Xuân Tử. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt đầu tiên trong lịch sử và cảnh báo rằng lượng mưa lớn sẽ tiếp tục cho đến ngày mai. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc đã phát hiện một trận lũ trăm năm mới có một lần ở đoạn Nhã An của sông Thanh Nghĩa vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay 7 tháng 7, với tốc độ dòng chảy 1.500 mét khối mỗi giây. Mực nước lũ tại trạm Kiến Bình ở Nhã An tăng vọt lên 590,62 mét, vượt quá mức đảm bảo an toàn là 1,25 mét. Dự kiến lưu vực sông Thanh Nghĩa ở thượng nguồn sông Dương Tử sẽ vượt quá mức nước đảm bảo và sẽ chảy về hạ lưu để hợp lưu với sông Đa Đu và sông Mân Giang ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Tình hình nguy cấp buộc trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 1 đầu tiên vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay, 7 tháng 7, mức cảnh báo cao nhất. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, cảnh báo mưa bão màu vàng sẽ được đưa ra từ 6 giờ hôm nay đến 8 giờ ngày mai, 8 tháng 7, ở phía Bắc Lòng Chảo Tứ Xuyên, Nam Cao Nguyên Tứ Xuyên, Vân Nam, Tây Nam Quý Châu, Tây Nam Quảng Tây, Duyên Hải Nam Quảng Đông, miền Trung và Nam Thiểm Tây, miền Trung Sơn Tây và Hà Bắc. Mưa lớn sẽ xảy ra ở một số khu vực miền Trung và Đông Bắc Trung Quốc, Tây Nam và Đông Bắc Kinh, Thiên Tân và Đông Nam Hắc Long Giang, Trung Tâm Cát Lâm, miền Trung và Tây Liêu Ninh. Các khu vực Tây Nam và Tây Bắc của Trung Quốc cũng đã phải hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt và lũ lụt trong những ngày gần đây, khiến ít nhất gần 20 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Đồng thời, lũ lụt cũng phá hủy cơ sở hạ tầng cung cấp điện và thông tin liên lạc ở nhiều khu vực. Lũ lụt đến vào thời điểm nắng nóng gay gắt ở một số tỉnh, trong đó có Tứ Xuyên và Chiết Giang, khiến nhiều người tử vong do say nắng. Gần 80 trạm thời tiết trên khắp Trung Quốc báo cáo nhiệt độ cao kỷ lục vào tuần trước. Các nhà máy được yêu cầu hạn chế tiêu thụ điện năng trong thời gian sử dụng cao điểm để đảm bảo an toàn đủ điện cho cư dân giải nhiệt. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, lượng mưa lên tới 161mm đã đổ xuống biên giới giữa các tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc vào thứ Bảy, gây ra lũ lụt và lở đất khiến gần 20 người thiệt mạng và ít nhất hơn 10 người khác mất tích. Mất điện, đường dây điện thoại bị cuốn trôi và hơn 40.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc, lượng mưa trong một ngày rưỡi lên tới 198,9mm, gần gấp đôi mức trung bình của cả tháng này. Lũ lụt đã giết chết 10 người và buộc 3.000 người phải sơ tán. Ngoài ra, do nắng nóng như thiêu đốt, các doanh nghiệp dệt may và hóa chất ở Chiết Giang đã hạn chế cung cấp điện trong thời gian tiêu thụ điện cao điểm để đảm bảo có đủ điện cho nhu cầu làm mát của các hộ gia đình, hạn chế về điện và buộc các công ty này phải cắt giảm sản lượng công nghiệp tới 15%. Nhà máy Foxconn ở Thành Đô cũng bị ảnh hưởng bởi hạn chế về điện. Tuy nhiên, tác động của việc cắt điện lần này nhỏ hơn nhiều so với sự sụt giảm mạnh sản lượng điện do thiếu than trầm trọng vào mùa thu năm ngoái. Lũ lụt trên khắp đất nước đã làm tăng thêm thiệt hại kinh tế do các biện pháp phòng chống dịch bệnh hà khắc của chính quyền gây ra, chẳng hạn như hạn chế đi lại và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Theo Reuters, Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết, bất chấp mưa gió mùa,
đợt nắng nóng dự kiến sẽ lại tấn công phần lớn Trung Quốc trong tuần này và tiếp tục cho đến cuối tháng tới tại miền Nam Trung Quốc, bao gồm Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến. Nhiệt độ được dự báo sẽ lên tới 39-42 độ C. Trạm thời tiết cho biết mặc dù nắng nóng đã giảm bớt ở Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Quý Châu và Giang Tây vào cuối tuần này, nhưng nhiệt độ tối đa ở các khu vực khác dự kiến sẽ duy trì trên 37 độ C và đợt nắng nóng sẽ kéo dài từ nay đến cuối tháng 8. Ngày 12, nắng nóng kéo dài từ 30 ngày thường gặp lên khoảng 40 ngày. Cái gọi là 3V thường dùng để chỉ 3 giai đoạn kéo dài 10 ngày, mỗi giai đoạn chỉ khi nhiệt độ và độ ẩm đạt đến đỉnh điểm. Nhưng giai đoạn thứ 2 của năm nay, 30V dự kiến sẽ kéo dài 20 ngày. Hai tuần qua, Trung Quốc chìm trong hồ hơi nước với nhiệt độ trung bình khoảng 35 độ C, khiến đường nhựa biến dạng, bệnh nhân say nắng nhập viện tăng đột biến, làm dấy lên bàn luận sôi nổi của cư dân mạng trên mạng xã hội. Nhiều tỉnh và khu vực ở phía Bắc và phía Nam của Trung Quốc đồng thời hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng và thời tiết nắng gắt, gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc bất tiện cho cuộc sống và sản xuất của người dân. Kính thưa quý vị khán giả, khẩn cấp 1.600 tàu Trung Quốc tràn ra Hoàng Sa lớn. Trung Quốc luôn tận dụng và bất chấp mọi thời cơ để có thể đánh chiếm toàn bộ Biển Đông của các nước. Nhiều nguồn tin từ Biển Đông báo về cho biết đội tàu hải quân Trung Quốc đã tụ tập dàn hàng ngang ở đảo đá Chữ Thập, lên kế hoạch đánh trả đội tàu khu trục của các nước khác. Tuy nhiên, nói và làm là hai điều khác nhau. Hiện nay ở ngoài Biển Đông đang có rất nhiều cuộc tập trận của các nước. Thông tin về những cuộc tập trận này đã khiến Trung Quốc đã sôi máu, ngăn cản tàu bè của các nước nên đã đổ ra hải chiến ngoài đảo Đá Ba Đầu. Sau nhiều giờ hải chiến, hải quân Trung Quốc đã bỏ chạy toàn loạn, khi hai con tàu khu trục hải cảnh của hải quân Trung Quốc đã chìm mất xác vào ngày hôm nay, mùng 7 tháng 7. Nhiều nguồn tin từ Biển Đông báo về cho biết đội tàu hải quân của Trung Quốc đã tụ tập dàn hàng ngang ở đảo đá Chữ Thập, lên kế hoạch đánh trả đội tàu khu trục của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, 8 tàu ngầm mang tên Ngày Tận Thế luôn theo sát 17 con tàu khu trục này, thách thức tất cả các tàu bè của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo một nguồn tin từ thực địa báo về cho biết, trong ngày hôm qua, mùng 6 tháng 7, Trung Quốc liên tục tăng cường vận chuyển vũ khí ra đảo đá nhân tạo tại vùng Biển Đông. Đây chính là một hành động thường thấy của chính quyền Trung Quốc, muốn áp đặt gây sức ép với các nước yếu thế hơn ở trong khu vực, luôn nằm dưới thế thượng phong của Trung Quốc. Kết thúc trận hải chiến, hai tàu sân bay của Trung Quốc cùng với giàn khoan đội tàu hùng mạnh nhanh chóng chìm xuống lòng biển sâu thành đống sắt vụn, khiến cho hải quân và binh lính của Trung Quốc đã đi mà không có ngày trở về. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!